bạn dùng cái này là ngay chỗ cái phần mà cụm tăng tổng nó có một cái, có cái lỗ ha. Cái lỗ này thì nó vừa luôn cái cần L các bạn ha. Đó, bạn đút vô. Được chưa? Bạn đút đút vô ha. Bạn đưa vô chưa? Rồi, sau đó bạn dùng cái thanh bẫy này các bạn nè. Tại vì nó ngắn quá thì không có đủ lực cho bạn. Bạn nối dài vô. À. Rồi, bạn dùng cái cần này nè. Bạn đẩy hết qua bên tay phải nha. Hello các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của Kenan Vlog của mình ha. Rồi. Thì theo nhiều bạn á thì có yêu cầu mình nói là hướng dẫn làm sao mà để mình thay được cái dây Cura tổng trong cái chiếc Ford Ranger các bạn. Thay cái chiếc Cura tổng trong cái dòng xe Ford Ranger hay là BT50 thì nó cùng kiểu các bạn ha. Thì đầu tiên thì mình giải thích chút xíu về cái dây Cura tổng là gì các bạn. Tại vì trong cái khoang máy của mình á, những cái xe đời cũ á các bạn, những xe đời cũ á nó có rất nhiều dây Cura. Nó nhiều cái dây Cura riêng biệt. Ví dụ như dây Cura của cái lốc lạnh là một cọng. Rồi cái dây Cura, đây là cái cụm dây của Cura các bạn ha, dây Cura ha. Cái dây Cura của lốc lạnh là một cọng. Dây Cura của buli máy phát là một cọng. Cura của cái bơm nước làm mát là một cọng. Rồi Cura của bơm trợ lực lái cũng là một cọng. Đó, thì nó nhiều cọng riêng biệt như vậy thì nó cũng có những cái ưu điểm và nó cũng có nhược điểm. Nếu mà những cái xe đời cũ á, nó có cái ưu điểm đó là ví dụ bây giờ nó hư cái Cura của cái máy lốc lạnh đi thì xe mình nó không mát thôi, thì những cái chức năng khác nó vẫn hoạt động được, cái chiếc xe vẫn hoạt động được bình thường. Nhưng mà bù lại thì sao, nếu mà nó những cái xe đời cũ họ làm từng cái loại dây Cura đông biệt vậy á, thì nó lại cũng có một cái là cái khoang máy trở nên gọi là nó phức tạp hơn, nhìn nó rối hơn ha. Bởi vì cũng quá nhiều dây Cura. Sau này những cái dòng xe sau này á, thì mình thấy là họ cải tiến, họ sử dụng đúng một cọng dây Cura duy nhất thôi, nên người ta gọi là dây Cura tổng. Thì cái dòng xe của mình nó cũng sử dụng một cái dây Cura là Cura tổng thôi. Thì Cura tổng này á, nó sẽ bắt qua rất là nhiều cái máy bơm, ví dụ như là bơm nước, rồi bơm trợ lực lái, rồi hay là buli máy phát điện, hay là cái lốc làm lạnh đi. Thì cái Cura này nó rất là dài, tại vì nó là tổng mà các bạn, nên nó dài. Vậy khi mà đứt dây Cura này thì coi như cái xe của bạn đứng yên chờ chết thôi các bạn, không có cách nào hết á. Đứt dây Cura chỉ có nằm kêu cứu hộ thôi, không cách nào mà chạy được ha. Đó, nên thường là nếu mà bạn ở thành phố thì có thể bạn không cần thủ sẵn cái này trong xe, nhưng mà đối với đặc thù như mình á, là mình hay đi tỉnh nhiều, thì không phải lúc nào ở các gara ở tỉnh mà nó có sẵn cái dây Cura này các bạn, nó không có, nên mình phải để sẵn. Và bản thân của mình cũng vậy, nếu mà nó đứt là mình thay luôn các bạn. Thì dấu hiệu như thế nào để biết khi nào mình cần thay cái dây Cura này ha? Thì thông thường cứ khoảng sau 100.000, mình theo bản thân mình nhớ, mình thấy là khoảng tầm 100.000 cây, từ 80 đến 100.000 cây là bắt đầu cái dây Cura nó có triệu chứng đứt, có triệu chứng nha thôi, chứ không phải là đứt hoàn toàn. Bởi vì là có những dây Cura mà mình chạy rất là bền, mình thấy chạy tới 120.000 cây vẫn chưa sao các bạn ha. Đây, thì cái dây Cura này á, nó có hai mặt các bạn ha, nó có hai cái mặt. Thì bạn tùy dòng xe của bạn là dòng 2.2 hay 3.2 thì cái kích thước chiều dài của cái dây Cura này nè, nó có dài hơn hoặc ngắn hơn các bạn nha. Và nó có thể là 6 răng hoặc là 7 răng nha. Mình đếm nè, 1, cái này mà răng nha các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì dây Cura của mình là 7 răng. Có những dòng xe thì nó sử dụng chỉ có 5 răng hoặc 6 răng thôi ha. Đó, có những cái xe mà nó sử dụng tới 8 răng luôn. Thì cái dây Cura tổng nó sẽ có hai mặt. À, một mặt này là mặt trơn, và một mặt này là mặt răng, mình gọi là mặt răng ha. Thì mình cầm như vậy nè các bạn, mình bẻ ra, mình bẻ ngược ra ha. Mình bẻ ngược ra. Đó. Đây mình quay như thế này cho rõ nè. Mình bẻ ngược ra các bạn. Mình bẻ ngược ra mà bạn thấy nó nứt 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 rảnh 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 á,
thì có nghĩa là bạn nên thay các bạn, bạn nên thay cái dây cu loa mới đi ha. Còn nếu mà nó như dây này thì nó vẫn còn xài được nè. Đó thì mình để sẵn trong cái xe của mình ha, để khi nào mình đi trên đường mà nó có triệu chứng đứt hoặc là mình dừng máy là ngay nha bạn, tại vì khi đứt cái dây cu loa này là mệt lắm á. Đó. À, cái dây này còn ngon nè, bạn cứ lưng ngửa ra, bạn bóp ngửa này nè. Nếu mà nó bị nứt rồi, dây cu loa nó bị nứt rồi, tạo những cái rãnh rãnh rồi thì các bạn nên thay cái dây cu loa mới bạn ha. Làm sao thay được cái dây cu loa tổng này? À, thì cái gì cũng vậy, trước khi bạn muốn làm cái gì cũng vậy, bạn phải lấy điện thoại ra, bạn chụp lại nguyên vẹn trước khi bạn tháo dây ra ha. À, bạn chụp lại hoặc là bạn phải lên mạng bạn tìm xem cái sơ đồ của nó, tại vì cái dây cu loa này nó bắt theo cái kiểu gì lằng nhằng như nào, bạn phải hiểu cái sơ đồ của nó chứ không đến lúc mà mình tháo ra được rồi mà mình quên, mình ráp cái mới vô mình loay hoay hoài. À, ví dụ như mình là bản thân mình nè, mình mất hết cả gần một tiếng lần đầu tiên mình thay, tự mình thay á, lần đầu tiên là mình mất gần một tiếng, nhưng mà đối với mình bây giờ là 5 phút là mình xong, bởi vì là khi mình đã thay xong rồi mình hiểu cái kiểu của nó, cái cách thức của nó là mình thay được. Thì bây giờ nếu mà thay á, thì bạn cần dùng cái đồ nghề gì mà thay được cái dây cu loa này, thì bạn chuẩn bị cho mình, bạn mua cái này đó bạn, bạn mua cái thanh L này các bạn ha, cái này gọi là thanh L, cái đầu này đầu vuông nha các bạn, đó cần L đầu này vuông, rồi bạn mua thêm một cái cây này là cái cây thanh nối dài thì bạn mới tháo ra được dây cu loa ha. Phải nhớ sơ đồ nha các bạn, không nhớ sơ đồ là thua đó, không làm được cái gì đâu. À, phải nhớ sơ đồ hết. Thì như mình nói á các bạn, thì cái mặt răng thì nó đi với cái gì mình quan sát nhá, rồi mình tháo cái này ra mình quay cho dễ bạn cho dễ. À, các bạn thấy nè, cái nào có cái bánh răng các bạn, cái nào có cái bánh răng thì bạn phải phải đi với cái mặt dưới của răng nè các bạn ha, của cái dây cu loa ha. Đấy, rồi ví dụ như cái phần này nè, phần này là bánh răng, nó là mặt trơn thì cái mặt răng nó phải ngửa lên thì cái mặt lưng nó sẽ tiếp xúc bạn ha. Rồi ở đây cũng vậy nè, ở đây cái cụm này, cụm tăng tổng nè các bạn, thì cái phần của nó phần trơn ha các bạn, phần trơn thì cái mặt răng nó phải ngửa lên ha. Đó, nhưng mà ở đây thì khác nè, ở đây thì khác nè các bạn, ở đây thì khác, ở đây thì cái mặt của cái pulley này nó lại là mặt răng, thì nó phải đi chung với cái mặt bên dưới của dây cu loa là mặt răng luôn các bạn ha. Đó, bạn nhớ nguyên lý nó như vậy ha, để bạn cho vào cho nó chính xác. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, cái mặt này phần cái bi tì này, mặt lưng của nó là cái mặt trơn ha, mặt lưng nó là mặt trơn thì nó phải đi với cái phần trơn của cái dây cu loa. Bây giờ muốn luồn vô được thì phải tháo cái cũ ra. Thì làm sao tháo cũ ra để mình chỉ cho bạn luôn cách tháo cho dễ nè. Rồi, mình cúi xuống dưới đây mình nhìn các bạn ha. Các bạn có thấy cái vị trí này không nè? Để mình chỉ cho. Đây, bạn dùng cần L ngay chỗ cái phần mà cụm tăng tổng nó có một cái lỗ ha. Cái lỗ này thì nó vừa luôn cái cần L các bạn ha. Đó, bạn đút vô. Được chưa? Bạn đút vô. Ha. Bạn đưa vô chưa? Rồi, sau đó bạn dùng cái thanh 7 này các bạn nè. Tại vì nó ngắn quá thì không có đủ lực cho bạn. Bạn nối dài vô. Ha. Rồi, bạn dùng cái cần này nè. Bạn đẩy hết qua bên tay phải nha. Đây. Đó, khi bạn đẩy vô thì cái cọng dây cu loa nó sẽ đi được đường nong ra. Thì bắt đầu bạn dùng cái tay bạn đẩy hết qua trái. Bạn đẩy hết phải chứ. Khi bạn đẩy hết qua phải á, thì cái dây cu loa này các bạn là nó nong ra nè các bạn. Bạn thấy nó nong ra không? Nó nong lỏng ra nè. Bạn càng đẩy càng xa đi. Đẩy càng mạnh thì nó càng xa. Thì nó càng nong ra càng dễ càng nhiều. Khi nó nong ra nè các bạn thì bạn lấy nó ra rất là dễ. Được chưa? Bạn tháo này ra rất là dễ ha. Đó. Bạn tháo ra lấy ra là dễ đúng không? Nó trùng ra rồi bạn. Nào nó trùng ra nè, bạn lấy ra được. Rồi sau đó khi bạn lấy ra rồi bạn ráp vô á thì bạn cũng đưa vòng vòng thì bạn, nhưng mà đúng lý ra các bạn là bên dưới á là bạn phải giữ cái chốt. Ha. Bạn phải kiếm cái gì bạn giữ cái chốt này lại nè. Cái cần này để nó nong ra nè. Rồi sau khi mình lấy cái cọng này ra đúng không? Mình lấy cái cọng này ra rồi bạn đưa cái cọng mới này vô.
Nè, bạn đưa cái cọng này mới này vô ha. Bạn đưa vô xong rồi sau đó đến lúc bạn muốn nó căng ngược lại thì bạn nhả cái này lại ra thôi ha. Bạn nhả cái cần này ra thì tự động nó bung ra. Đó, chỉ có vậy thôi. Tự động nó bung ra thì lúc đó nó căng cái dây cu ra của mình ra. Đó, mình hiểu thì mình làm rất nhanh. Còn mà mình không hiểu cái nguyên lý, cái cách thức của nó, mình làm loay hoay cả ngày cũng làm không xong. Đó, ok. Mình hướng dẫn như vậy để các bạn tự làm nha. Các bạn rảnh thì các bạn tự thực tập ở nhà trước đi. Làm tháo ra lắp vô một vài lần thì các bạn sẽ biết thôi. Còn cái dây cu ra này thì mình sẽ gấp lại, mình bỏ sẵn trong xe. Để có trường hợp mà dây cu ra nó hư bị đứt thì mình thay. À, đó, mình xe cua để sẵn nè. Thì nói chung là nếu mà bạn tự làm thì bạn tiết kiệm được rất là khá nha các bạn. Tại vì ở bên ngoài á thì họ làm cho bạn, mà nếu mà dây cu ra này họ bán khoảng 650 nha. Vô hãng thì nó đòi đâu 1,2 triệu đó, mình cũng không nhớ kỹ lắm. Mà mình mua bên ngoài thì nó bán 600.000 thôi, 500-600.000 thôi. À, tự mình thay. Còn nếu mà họ để họ tự thay công, thay dây cu ra này nọ, người ta đòi khoảng tầm mình án chừng thôi nha các bạn, nó nằm khoảng tầm 1,5 triệu đến 2 triệu nha các bạn. Còn nếu bạn tự làm thì bạn tiết kiệm được khá là nhiều. Đó thì tùy cái mỗi người thôi. Nếu ai có đam mê thì tự làm ở nhà. Còn nếu mà ai không có đam mê thì cứ mang ra tiệm để người ta làm cho nó khỏe mình. Rồi ok vậy ha. Rồi cảm ơn bạn theo dõi clip nha.